câu chuyện hy hữu tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh lại xảy ra với cô gái trẻ có tên Nguyễn Quỳnh N. Đến từ Bình Phước ngay trong ngày cưới của cô, diễn ra hôm 15 tháng 9. Cụ thể, Quỳnh N. đã phải hứng chịu nỗi đau đớn, nhục nhã tột cùng khi bị chính chồng và gia đình chồng mắng chửi, đòi lại giàn cưới ngay trong ngày trọng đại. Thậm chí, bố mẹ cô cũng không được lên sân khấu làm lễ, tiễn con gái đi lấy chồng. Quá bất mãn, cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân. Theo đó, Quỳnh N. và anh Tờ đờ yêu nhau được một thời gian thì cô phát hiện có thai. Vì quá tin tưởng và yêu thương anh, mình dại dột trao cái đầu đời của người con gái cho anh. Khi biết mình có thai, bố mẹ vô cùng xấu hổ, muối mặt chấp nhận tất cả những yêu cầu nhà anh đưa ra để con gái có được một đám cưới đàng hoàng, danh chính ngôn thuận về nhà chồng Quỳnh N. Kể lễ cưới tại nhà nữ được bố mẹ Quỳnh N. tổ chức chu toàn, tương tất. Dù đang mang trong mình cốt nhục của nhà chồng sắp cưới, nhưng Quỳnh N. chỉ cảm thấy bẽ bàng vì ngày càng bị đối xử tệ bạc. Đáng nói là, từ ngày đầu tiên về nhà chồng, thậm chí còn chưa tổ chức lễ thành hôn, nàng dâu mới đã nhận ra sự phũ phàng, lạnh nhạt của cả chồng lẫn gia đình chồng. Cô dâu trẻ kể lại, trong ngày du quy ở nhà nữ, bố mẹ mình cố gắng lo cho cô con gái dại dột có một lễ cưới trọn vẹn. Nhưng đến lễ thành hôn ở nhà nam, bố mẹ chồng tuyên bố mình không được hưởng bất cứ một lễ nghi nào gì có bầu trước khi cưới. Mình vô cùng xót xa khi ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng, mẹ chồng buộc mình phải ở trong phòng, không được bước ra gặp ai hết. Cả đêm mẹ chồng chỉ vô chơi, hát nhạc sống, để con dâu đang mang bầu nhịn đói trong phòng. Ngày hôm sau, gia đình mình từ xa xôi xuống dự tiệc, mình phải chứng kiến cảnh bố mẹ đẻ không được cùng gia đình chồng lên sân khấu chào gọi quan khách. Tất cả nghi lễ đã bỏ hết rồi, bố mẹ mình chỉ muốn cùng nhà nam lên sân khấu làm lễ mà gia đình chồng cũng không chấp nhận. Cảm thấy xót xa, buồn khổ và nhục nhã khi bố mẹ bị đối xử thiếu tôn trọng, Quỳnh N. chia sẻ với chồng thì bị anh Tờ đờ mắng chửi ngay khi lễ thành hôn đang diễn ra. Trong lúc tinh thần bấn loạn, mình chỉ muốn chạy theo bố mẹ về nhà, không ngờ rằng gia đình chồng đuổi theo đòi lại giàn cưới là đôi khuyên tai vàng và một sợi dây chuyền 18K trước bàn dân thiên hạ. Một số người trong nhà nam còn dùng những từ thô tục nhục mạ gia đình mình, chặn cửa xe bắt tài xế xuống, không cho chở nhà mình về. Phải nhờ tới công an can thiệp thì nhà mình mới được bình yên đi về. Cô dâu Bình Phước cay đắng nhớ lại. Nhà nam đuổi theo nhà nữ đòi lại giàn mừng, chửi thủ thậm tệ ảnh cắt từ clip. Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm và làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng. Ai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ và cách hành xử thiếu tình người, phũ phàng đến mức khó tin của những người mà Quỳnh N. gọi là chồng và nhà chồng đối với nàng dâu mới. Đa số đều cho rằng quyết định bỏ về nhà ngay khi đám cưới còn chưa kết thúc của Quỳnh N. tưởng chừng nông nổi, trẻ con, nhưng lại rất đúng đắn, kịp thời. Hiện tại, Quỳnh N. chia sẻ bản thân vẫn chưa hết sốc, đồng thời ân hận vì những sai lầm đã gây ra. Mình quyết định kể câu chuyện này ra vì quá bức xúc, cũng là để mọi người hiểu rõ hơn sự việc. Mọi người nếu có thương thì đọc bài viết này, suy nghĩ và hiểu cho mình chứ đừng nhìn từ một phía, làm mình đau xót thêm. Mình cảm thấy quá ân hận vì sai lầm gây ra đã để cho bố mẹ, dòng họ phải chịu muối mặt, xót xa chứng kiến cảnh ngày đầu tiên mình về nhà chồng mà lại đau đớn đến vậy. Đến mức đó rồi, mà tối về những người dì của chồng còn đăng pha Facebook xỉa xói gia đình mình, đăng hình ảnh nhà mình lên nhục mạ. Quỳnh N. cho hay cô quyết định sẽ quên đi tất cả mọi chuyện, không còn luyến tiếc người chồng bội bạc, vô tâm và xác định tâm lý để làm mẹ đơn thân.